Chào mừng quý vị phụ huynh, các em học sinh và các thầy cô giáo đến với buổi tổng kết và lễ tốt nghiệp năm học 2018-2019. Xin chúc mừng các quý vị, bởi vì chút nữa chúng ta sẽ rất là ngỡ ngàng bởi vì cái công việc mà con trẻ của chúng ta làm ngày hôm nay. Cảm ơn các em một lần nữa rất nhiều và chúc gia đình các em tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.